Phát xin chào các bạn nha. Trời, xe mới chạy ngang qua, nghe hơi to nên Phát không có nói được. Phát xin chào các bạn nha. Hồi nãy Phát mới đem rác nhà Phát đem ra ngoài dựng ở đây nè. Để nói chung là đem rác từ trong phòng bếp á, đem ra ngoài bỏ trong mấy cái thùng này, là ba thùng rác này là của nhà Phát á. Thì Phát muốn Hello. Bà hàng xóm đi ngang qua. Tim em vô, em đóng cửa lại cho mama lạnh ở trong nhà. Thì là bây giờ Phát nói tiếp là Phát đem rác ra ba cái thùng này Phát bỏ đó. Cái gì? Em đừng úp lục cửa được, gần lát mai vô nha. Cảm ơn em cha nha. Là ba cái thùng rác này là Phát muốn giới thiệu với lại chia sẻ, giống như là cái phí mà nhà Phát trả tiền rác một năm á, như thế nào nha các bạn. Thì thùng bên này là rác sinh hoạt này nha các bạn. Đây nè, cái thùng rác này là thùng rác sinh hoạt này. Đó, là bỏ trong cái thùng này là thùng rác sinh hoạt của nhà mình đó. Nhà mình bỏ trong thùng này. Rồi còn thùng bên màu xanh xanh da trời á, là thùng giấy. Nói chung là giấy cứng, bì cứng, nói chung là giấy rồi đó, là mình bỏ trong cái thùng này đó. Mấy bạn nhìn cái kích thước luôn nha, lát nữa Phát sẽ nói giá cái kích thước mà để trả cho mỗi thùng á. Cái này là trước cửa nhà Phát á, hoa bị teo hết rồi, bị hoa bị chết hết rồi, có hoa kia thì còn nở thôi đó. Mùa đông á, lạnh á, cho nên hoa bị chết hết rồi đó. Thì Phát nói tiếp là đó, Phát các bạn nhìn là ba cái thúc kích cỡ thùng rác này nha. Cái thùng này nha, lát nữa Phát sẽ nói giá. Còn hai cái thùng này thì không cần, cái này là hai cái thùng này là miễn phí. Còn cái thùng này ấy, là rác tái chế đó các bạn. Nói chung là rác tái chế đó nha. Đó là nhựa, bịch giấy bị rồi đó. Nói chung là rác nhựa rồi đó, là mình bỏ vào thùng này. Rồi thì miễn phí á, là mình sẽ không trả tiền rác, là rác báo, rác giấy với lại rác tái chế thì là nhà Phát không có cần trả tiền nha các bạn, là miễn phí đó các bạn. Còn thùng rác sinh hoạt á, mấy bạn thấy là cái kích cỡ thùng rác sinh hoạt ha, đó, nó có chiều cao của nó là như vậy đó, chiều cao của thùng rác sinh hoạt của nhà Phát là như vậy đó. Thì cái thùng rác sinh hoạt này á, là chồng Phát trả mỗi năm á, cho 10 lần đổ. Nói chung là mình mà cho mỗi lần đổ nhưng mà đầy thùng luôn á, thì mình để đầy thùng luôn, mình đem đi đổ họ tới thu á. Thì mỗi năm á, là chồng Phát trả trước là 10 lần, là 10 lần họ tới thu nhà mình á, họ tới gom rác á. Một năm á, là 10 lần thì sẽ trả là 80 euro. Đó là cái thùng rác sinh hoạt này nè, là một năm á, chồng Phát trả cho số lần 10 lần á, là 80 euro. Nhưng nếu gia đình mình mà nhiều rác quá, nếu gia đình mình mà nhiều rác á, mà họ tới thu thêm á, thì một lần đổ như vậy đầy cái thùng luôn nha các bạn, là có nghĩa là cái thùng rác này đầy luôn như vậy nha các bạn, thì mà họ tới thu thêm á, là sẽ trả là 9 euro 60 sen cho một cái thùng đó. Có nghĩa là nếu mà vượt qua 10 lần á, thì là mình sẽ trả thêm là 9 euro 60 sen. Hai đứa đang chơi đá banh, nhà hàng xóm đang chơi đá banh á. Tại cái nhà Phát là gần sân banh cho trẻ em á, sân đá banh cho trẻ em á, cho nên là mấy người tới chơi đá banh, tới sân chơi, cho nên nghe hơi ồn chút xíu đó. Đó thì Phát nói cho mấy bạn nghe là như vậy đó. Thì là cái, nói chung là chủ yếu là cái thùng rác này là mình trả tiền thôi. Còn nếu mà mình mà muốn hả? Mời mama quay xong rồi. Rồi được, nói papa mở đi. Nói chung là cái thùng đó mà bự hơn á, bự hơn cái thùng này á, thì là mình sẽ trả thêm tiền. Nói chung á, hễ mà thùng bự hơn á, thì là trả thêm tiền. Còn mà thùng như vậy, mà nhà Phát thùng là dùng là thùng như vậy, thì là trả 10 lần á, là
80 euro đó đó. Phát Phát mới hỏi chồng Phát là cái giá mà chồng Phát trả là như vậy nha các bạn. Đó. Thì hai cái thùng kia thì là miễn phí, là sách báo với lại cái này rồi nè, thì là miễn phí hết. Thì mình không có cần trả giấy báo rồi bìa cá tông rồi đó, là miễn phí. Chỉ là trả cho cái thùng rác sinh hoạt này thôi. Đó. Thùng rác sinh hoạt này thôi này này. Nói chung á thấy cũng mắc ha. Phát thấy là nếu mà họ thu thêm một lần mà một thùng như vậy, nếu mà mình vượt quá 10 lần á, mà một lần mà họ tới thu mà đầy cái thùng này á, mà họ lấy là 9 euro 60 sen á, là Phát thấy vậy là cũng hơi giá hơi cao đó. Thì cái này là chưa có đầy. Bình thường á, thì là nếu mà rác hay tới thu á, bình thường mà họ hay tới thu rác nhất á, một ví dụ như mình muốn đổ là một tuần một lần cũng có, 2 tuần một lần cũng có, nhưng mà cái giá cũng sẽ rất là mắc, rất là cao á. Còn mà chồng Phát cứ trả như vậy thôi, anh nói là anh thích trả như vậy, có nghĩa là anh trả là 80 euro cho một năm mà mình đổ được 10 lần, có nghĩa là họ tới thu 10 lần á, thu rác nhà mình 10 lần á. Mà nếu mà vượt quá 10 lần á, thì mình sẽ trả thêm 9 euro 60 sen cho một lần đó. Thì Phát thấy như vậy là cũng mắc ha, cũng cũng cao không? Một lần mà 9 euro 60 sen như vậy á, thấy cũng cao. Thì đó, Phát quay cho các bạn xem luôn là để biết thêm về nước Đức á, là họ thu rác như thế nào. Với lại ở bên đây á, rác á họ không có, họ không Clive thì hả được xu sở hả? Dạ ok, nó 20 nước thằng đơn phê thì. Còn mà về đổ rác nha các bạn, có nghĩa là ở bên đây á, họ đổ rác á, họ tới thu rác á, là theo ngày nha các bạn, là mình không có để mấy cái thùng rác này là ngoài đường đâu nha các bạn, có nghĩa là mình để thùng rác ở đâu đó trong góc nào đó trong nhà mình chứ không có để ngoài đường. Còn khi nào mà tới ngày họ tới thu rác á, thì mình đem mấy cái thùng rác là mình dựng ra ngoài đường thì họ sẽ tới sẽ thu. Họ thu thì mỗi rác họ sẽ thu khác nhau, giống như là ví dụ như là cái thùng rác sinh hoạt á là 2 tuần 2 tuần một lần họ tới thu á, thì mình để cái thùng rác này ra trước nhà. Còn cái thùng mà giấy báo này đó, ví dụ tới ngày họ tới thu á, thì mình mới để trước cửa nhà mình, hoặc để trước trước cửa nhà mình á, nói chung là để họ tới họ thu. Hoặc là cái thùng này cũng vậy luôn, cái thùng rác tái chế cũng vậy luôn, là một ngày ví dụ tới ngày họ thu á thì mình mới đem ra ngoài mình để, chứ mình không có để rác ngoài đường rồi nha các bạn. Đó là Phát thấy như vậy á, rác là để trong nhà. Thì hôm nay Phát quay video á, Phát muốn nói cho các bạn nghe là về cái cách mà thu rác ở bên Đức Đức á, để các bạn hiểu thêm. Người ta là dắt chó đi dạo đó. Thì có nghĩa là Phát muốn nói tiếp nữa là, nói một lần nữa cho các bạn nghe nữa là đó, là cái giá mà chồng Phát trả như vậy đó, thấy cũng mắc à, thấy cũng mắc à. Nói chung là một năm mà 10 lần mà 80 euro như vậy thì thấy không mắc cao, nhưng mà nếu mà mình đổi thêm á, thì là họ thu 9 euro 60 sen cho một lần cá tông này nữa, cho cái lần thùng này nữa, thì Phát thấy cái giá nó rất là cao. Còn cái hai cái thùng kia là miễn phí thì mình khỏi cần nói rồi, là giấy báo với lại tái chế đó là miễn phí, mình không có cần trả tiền. Chủ yếu là cái rác sinh hoạt á là trả tiền hơi hơi cao. Thì hôm nay Phát muốn quay video để nói về đổ rác ở bên nước Đức á, cho các bạn nghe. Rồi, Phát cảm ơn các bạn đã xem video của Phát nha. À, chúc các bạn có một ngày vui vẻ luôn. Phát chào các bạn. Phát ra ngoài trước cửa nhà Phát đứng để quay á, thải rác á, để xếp mấy cái thùng rác này cho các bạn xem á. Thì nên ra ngoài này cũng hơi lạnh á. Rồi Phát tạm biệt các bạn nha.